Đang phát xin chào bạn. Sau đây đang phát xin giới thiệu các bạn cần ISO khuyên nhỏ. Chiều dài 6.3. Chiều dài 6.3. Độ cứng 2. Cái này cái chân máy long này đang làm lại các bạn này. Máy long làm lại bát và bọc cần. Bọc cần ở đây ạ. Đây là quen. Đốt ngọn này, có đốt ngọn này. Hơn 1 ly, 1 ly 2 gì đấy bạn. Chân còn mới yên rồi. Lớp thứ tư từ dưới lên nhé các bạn, rất mới. Lớp thứ ba tiếp theo đấy, lớp thứ hai đây, xước tí đoạn này đây các bạn, đây xước này thì không thành vấn đề, đây xước đây. Trước mỗi đốt thứ hai từ dưới lên, còn tất cả những cái đốt kia thì đều bình thường. Hải đang xin chào các bạn, rồi Hải đang đã giới thiệu các bạn cần tay 6.3 độ cứng 2, cần Olympic, cần ISO khuyên nhỏ Olympic đấy, gì đấy. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng Fishing.